Rồi xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em lên cho anh em cái lô này lô cưa. Mà cưa này là máy em chưa có dọn nha anh em. Máy là bên Nhật nó về sau, trên công nó về sau là em xuống là vậy luôn ha. Thì máy đây là em bao hơi cho anh em hết luôn. Em nhắc lại với anh em là em bao hơi ha. Bao hơi là em chỉ là bao là cho anh em là giật được. Đó là con nào giật được em mới bán, còn không được là em dụng bên. Nè như con này giật được nè. Này giật được nè. Nói chung là bao giật được cho anh em hết luôn ha. Đó. Này hơi gắt luôn nha anh em. Cực kỳ gắt luôn. Đây đó. Ha, nè. Ở cực luôn nha. Bao hơi cho anh em hết luôn ha. Có con này nó có cái đầu máy không mà anh em. Giá thì rẻ đó. Về anh em nào có đồ anh em đắp vô anh em làm. Rồi giá đây là em bao hơi và không bao ship nha anh em. Bao hơi và không bao ship. Do máy là máy chưa dọn và máy là em giao theo giá sỉ. Em ship lẻ cho anh em từng cây một, nhưng mà bán giá là theo giá sỉ. Cho nên anh em nhắm anh em nào làm được thì mình hả lấy về anh em, để anh em về anh em không có đồ anh em đắp vô cũng không được. Nhiều khi anh em hên. Ví dụ mấy con đủ đồ nè. Đây, đủ đồ khá là nhiều luôn. Đủ đồ về anh em biết cần anh em xúc bình xăng con thôi là chạy rồi, là anh em vô khúc. Còn ví dụ như nó mắc lửa hay là nó thiếu cái này thiếu kia thì anh em coi ở nhà mình có thì mình đắp vô ha. Ví dụ như con này thiếu cái tay nè, nó về anh em lấy tay anh em đắp vô được rồi. Mà ở đây con này em bớt anh em tới 200.000 lận. Đây, đây em có con Shinowa 355 ha. Ở đây có một cặp Shinowa 350 bao đẹp luôn. Làm mà tinh hết luôn nha. 350. Đây có con này Shinowa 305. Này Makita này nồng đứng anh em. Nó còn cái ốp luôn nè. Makita luôn. Đây có con Shingu 341 ha. Còn này, con này là Tanaka 352. Con này con Echo 331 ha. Đây con tay cục nè. Anh em nào cưa củi nhà rồi xài cũng ngon nè. Con này về anh em mà về xúc bình xăng con là có thể nó chạy luôn á. Tại vì em bao giật được cho anh em đó. Chứ cái là con có lửa hay không thôi. Hay về anh em coi có lửa hay không thì anh em dọn lên. Với lại anh em cái này xích còn vậy luôn á. Con này về anh em mà xài định về cưa củi là cực kỳ ngon luôn. Đây con cặp Echo 362 luôn nha anh em. Mà có 1.8 với 1.6 còn quá rẻ. Đây con Gui người ta dài luôn. Rồi dưới đây thì em có là con Shingu 351 luôn ha. Lam Gin Latin luôn nha. Quá đã. Đây con có con Shinowa 300. Con này thì bui đứng nha. Đây có con này máy là máy Maloc này, máy của Mỹ nha. Con này thì nó tầm 80cc nha. Lam Latin mà Lam chà bá anh em. Mới câu tắt luôn á. Anh em thấy rồi không? Nè anh em soi cái Havana kìa. Một trời một vực luôn mà nó dài cực kỳ luôn nha. Nó có sữa gỗ luôn. Con này anh em đều đi khai thác là lấy mấy con này là cực kỳ ngon nè. Nó nặng, nó chạy, nó đầm. Nó đầm máy mình, nó không có bị sốc. Hay với lại cái này cái bản bự nữa, bây giờ nó làm công việc nó mau. Bây giờ anh em nào đi khai thác thì lấy mấy con bự bự gì cho nó ngon lành. Đây có con Havana 242 ha. Rồi, đây thì con này là con Shinowa 346. Con này còn đầy đủ đồ luôn nha anh em. Còn đẹp luôn nha, 346 ha. Rồi thì anh em đi dài một lượt cho anh em xem tham khảo trước, rồi em sẽ vô review từng con. Rồi, đây thì quên, anh em chốt máy thì anh em gọi trực tiếp vô số điện thoại này của em nha anh em. Tại vì cái số kia thì em để em bán hàng cắt cỏ máy lẻ máy dọn gọi không à. Còn này là máy em bán chưa dọn thì anh em gọi qua số này giùm em ha. 0967182740. Số này là có Zalo của em luôn nha anh em. Anh em có thể gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo 0967182740. Rồi em nhắc lại là cái này là em bán là em bao hơi và không bao ship nha anh em. Bao hơi và không bao ship ha. Này là em nói thẳng trên live cho anh em biết được mình mua hàng cho nó dễ, để anh em mình khỏi khi mà nhận hàng khỏi mất công trục trặc ha. Rồi đây em có con này, con cũng là máy Maloc này của Mỹ luôn nha anh em. Con này thì tay cục đủ đồ ha, bao hơi hơi phải gọi là bao gắt luôn á ha. Con này thì em bán cho anh em là 900 không bao ship nha, 900.000 ha, bán như clip nha. Con này thì riêng con này là em bán như clip. Con này nữa cái chó nó giục thì nữa bắt chó lại cho anh em nha ha. Giật được nè là nữa bắt chó lại thôi. Con này là 900.000 không bao ship nha, máy Maloc, con này của Mỹ đủ đồ luôn. Này thì về anh em thay xích lại nha, xích nó xét ha. Rồi con này 900.000 vô con đầu tiên. Con này là con máy tay cục, con này là con Ryobi nha anh em. Ryobi tay cục con này là 290 ha. Đây nó còn nè, số series đủ luôn. Tay cục ha, bao hơi. Nói chung là hàng đi là em sẽ kiểm tra lại hết, đủ hơi, có hơi này kia ra ngoài tới nơi anh em nha, test hàng hay nhận. Tại vì hàng em cho anh em là tới nơi cho anh em test thử, giật có hơi anh em mới nhận ha. Rồi con số 1 này giá 1.3 nha anh em, đủ đồ ha. Qua con số 2, con này là con Shinowa 305. Con này nó bị gãy cục thun thôi, giờ anh em gắn cục thun vô là bình thường nha anh em, chứ nó không có bị hư hao chứ nha. Chứ cái là nó mắc cái chỗ lên ga này thôi nè.
mất cái chỗ linh ga, còn lại là lam xích đầy đủ, lam đã tinh luôn nha. Đây xin đi qua 35 mắc cục thun rồi, con này cũng bao hơi cho anh em luôn, mắc ga anh em, cho nên con này đúng giá là 2,2 triệu. Mắc cái chỗ cái ga này thôi em bớt cho anh em 200 ngàn, coi như cho anh em thay cái tay mới luôn đó, bớt anh em 200 là còn 2 triệu ha. Rồi xin đi qua con số 2, xin đi qua 305 giá 2 triệu ha. Con số 3, con này là con Makita 335, con này là nòng đứng anh em, nòng đứng nè, coi có khóa xích không. Rồi con này không khóa xích nè, được cái nó còn được cái ốp lam luôn, xích cũng còn ngon luôn anh em, con lành cành đào ha, còn ốp lam luôn nè, ốp ghim của nó luôn, qua đã. Rồi e gió công tắc đầy đủ, rồi chỗ lên gai đủ luôn nha anh em ha. Rồi con số 3 Makita nòng đứng 335, con này 1,5 triệu ha. Qua con số 4 là con Malok, con này cũng của Mỹ anh em, nhưng mà con này tay dài mà loại mini đủ đồ, làm Latin luôn nha ha, đầy đủ. Con này là Malok mini gồ 35, này 35cc là nha, u cái tay nè anh em, này của Mỹ ha, đủ đồ cho mình luôn nha anh em. Đây làm Latin luôn nè, đầy đủ ha, công tắc nằm đây nè, lên ra ngon lành. Rồi con số 4 này giá 1 triệu luôn nha, Malok. Rồi qua số 5, số 5 là một cặp Shinewa 350, cái này thì em bán theo cặp nha, còn em nào mua lẻ thì bán lẻ cho mình luôn ha, anh em mua lẻ em bán lẻ, còn em nào mua nguyên cặp thì nó giá 6 triệu, còn em mua lẻ thì nó giá khác nha, tại vì trong đây có con đẹp con xấu ha, thì em phải bán giá khác. Còn em mua nguyên cặp hai con này về, anh em về được 6 triệu, hai con 6 triệu đủ đồ làm Latin nha, cặp làm Latin hết luôn nha em, đủ đồ quá đẹp, con này đẹp xuất sắc luôn, 350. Rồi con này cũng 350 luôn nha, mặt tiền anh em quá đẹp luôn. Bây giờ quên quay mặt tiền cho anh em ha, đây mặt tiền của con Makita của số 3 nha, này của con số 2 ha, quá đẹp luôn em ơi. Rồi 350, rồi đủ đồ ha, bao hơi cho mình nha, ọc ọc luôn ha. Rồi một cặp số 5 này là một cặp Shinewa 350, hai con này 6 triệu nha. Qua con số 6, số 6 là con Shinewa 355, con này cũng đủ đồ cho mình luôn nha, đây làm Latin luôn ha, đủ đồ, có xi gỗ luôn, mặt tiền quá đẹp. Rồi bảo hơi luôn nha, rồi hơi gắt luôn nha anh em. Rồi con số 6 này giá 3,2 triệu nha, Shinewa 355 làm Latin luôn. Rồi qua con số 7, con số 7 là cái đầu máy hay chô, con này nó mắc cái ốp anh em, mắc cái ốp cái làm với lại cái xích luôn ha. Con này thì đúng giá của nó là nó tầm tới 1 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu gì á, 1,5 triệu, 1,6 triệu gì á, nó mắc cái ốp nè, làm này có xích, cho nên em bớt anh em còn 1 triệu, coi như là bán đầu máy không đó. Vậy anh em nào có đồ anh em mình đắp vô nha, vậy anh em cái ốp nè, cái làm với cái xích vô anh em, vậy anh em bán lẻ cũng 2 triệu mấy á ha, này dọn nó bán lẻ có 2 triệu mấy, nó chỉ thiếu có cái ốp nè, cái làm với lại cái xích thôi, còn lại máy là bao hơi báo một ha, anh em nghe là hơi gắt luôn á. Đây báo một nè, mắt in dầu băng luôn, có số series đủ luôn nha, hơi quá gắt luôn. Rồi con số 7 này giá 1 triệu nha, Shinewa 341. Quả con số 8 nha, số 8 là con Shingu, con Shingu này là Shingu 341 luôn nha ha, con này là lam gin luôn nè, lam Shingu luôn, đủ đồ nha anh em. Con này có bơm xăng phụ nha, đây ha, bơm xăng phụ cho ăn luôn nè. À, con này thì đúng giá của nó là 1,9 triệu nha, nãy em quên nói nó 1,9 triệu, nhưng mà nó bị mắc cái chỗ linh ga anh em, mắc cái chỗ linh ga lại thiếu cái nắp chỗ bình xăng, cho nên anh em bớt cho anh em 100 ngàn là còn 1,8 triệu ha, là anh em về anh em có cái đồ chỗ linh ga đó anh em chế vô. Đây chỗ linh ga nè, bị mắc cái chỗ linh ga thì lại thiếu cái nắp bình xăng, thì về anh em có thì anh em đắp vô cái nữa là xài được bình thường nha ha. Con này 1,9 triệu đó mà em bớt anh em 100 ngàn là còn 1,8 triệu nha, để về anh em thay cái chỗ linh ga nè với lại cái chỗ nắp bình xăng ha, bao hơi hơi ở gật luôn nha anh em, làm là lam gin của Shingu luôn nha, con này còn đẹp luôn á, mặt tiền nè ha. Rồi con số 8 này giá 1,8 triệu nha, bớt cho anh em 100 ngàn rồi đó nha, đúng giá là 1,9 triệu đó, nhưng bớt 100 ngàn là còn 1,8 triệu nè ha, này anh em gõ nha. Rồi qua con số 9, con số 9 là con Tanaka, Tanaka là Tanaka 352 ha, cũng còn đẹp luôn nha anh em, mặt tiền nè, có xi gỗ luôn,
làm ghi luôn nha. Búa mắt là của cái của thằng Taraka ha, làm ghi luôn á, nè búa mắt nè anh em, ít in cho băng luôn ha. Tủ đồ ngay nắp bình xăng đầy đủ luôn, thôi rồi hơi gắt luôn. Đây mặt tiền đẹp luôn nha anh em, tủ đồ hết luôn nha, không thiếu vô nha, lên ga có luôn nha, công tắc đầy đủ nè, nghe gió đầy đủ nha. Rồi con số 9 thì giá 1,6 triệu ha. Qua con số 10, con số 10 là con Echo 331 nha. Con này thì nó đủ đồ luôn. Con cái là bị gãy cái tay nè anh em, gãy cái tay cho nên là em bớt cho anh em 200.000, bớt anh em 200.000 là từ 2 triệu xuống còn 1,8 triệu, 2 triệu còn 1,8 triệu, vậy anh em thay tay nha ha. Hơi gắt luôn nha. Đây làm mà làm gin, làm kêu gít luôn, làm gin của nó luôn nha, đủ đồ đẹp luôn nha. Lên ga nè ha, thiếu cái nắp hai, ủa hai nắp bình xăng đầy đủ luôn, không thiếu gì hết nha anh em, quen miệng nó lộn anh em thông cảm. Đây kêu gít luôn ha, đầy đủ quá đẹp. Đây ha, nó có thông số đầy đủ rồi anh em, có 4,5 kg thôi ha, con này 4,5 kg à, xuất sắc luôn nha. Ủa rồi thì con này nãy giờ em ngồi em nghiên cứu lên em ơi, là con này cái đúng nó là 361 nha, 361, nhưng mà cái ốp là nó gắn cái ốp khác của thằng 331 vô, nó chế vô nè anh em, kiểu như nó vừa của thằng 331 ốp vừa với thằng 361 nên nó để 331 luôn, nhưng mà con này đúng máy là 361 luôn nha. Đây ha, cái đây nó có dán tem nè, 361 nặng 4,5 kg nha. Đó là con này tới 361 lần chứ không phải 331 nha. Do con này có thể là bên Nhật nó mắc cái ốp nè, nó lấy đỡ của thằng 331 nó gắn qua, tại nó vừa cho nên nó gắn qua luôn ha. Rồi con số 10 là con 361 nha. Rồi đầy đủ đồ, làm đầy đủ luôn, 5 gin luôn nha. Bao hơi đủ luôn nha, đủ đồ. Con này bị gãy cái tay 2 triệu bớt còn 1,8 triệu ha. Rồi, con số 10 1,8 triệu, con này là 361 nha, nhắc lại anh em 361 nha. Rồi con số 11 là con cưa tay cục Tanaka, bố vào mắt nè anh em, mắt in như băng luôn. Con này 290. Đây 5 gin luôn nè, bố vào mắt luôn. Xích con này còn dày luôn nha anh em, xích con này về anh em vũa là anh em xài luôn á, không cần phải thay luôn. Nói chung này đủ độ hết trơn á. Vậy anh em ví dụ như có lửa là anh em giờ dọn xúc bình xăng con thôi là chạy luôn, là anh em 1,4 triệu thôi là anh em đã có máy xài luôn rồi đó ha. Còn không có lửa thì anh em chỉ cần mua cục lửa mới là tầm 100-150 ngàn à. Ví dụ như không có lửa nha thì về anh em mua cục lửa mới là 100-150 ngàn, anh em thới vô anh em xài cũng ngon nữa, là anh em đã có lời một khúc rồi ha. Vậy anh em xúc bình xăng con cái nữa là ngon lành. Rồi con này con cưa tay cục Tanaka 1,4 triệu nha. Rồi con số 12, con này là con Echo Yanma, con này là 280 ha, 280. Đây tem thì đúng rồi nè anh em ơi, thì là ghi nó luôn nha, 280. Con này cũng đủ đồ, bao hơi luôn. Rồi hơi hết đầy đủ luôn ha, làm ghi đầy đủ luôn. Yanma ha, Yanma là dòng Echo. Rồi hơi đầy đủ đồ luôn nha anh em, không thiếu cho mặt tiền đây ha, quá đẹp. Rồi con số 12 này giá 1,5 triệu nha. Qua số 13, số 13 là một cặp Echo 362. Cặp này thì một con thì nó đủ là có lam là cái ốp, nó ốp Shinawa anh em, mà nó gắp vừa lên cho nó góp luôn nha. Còn con này thì nó bị gãy cái tay thì đúng giá nè, hai con này là mỗi con 1,8 triệu là 3,6 triệu nè, mà con này bị gãy cái tay này cho nên em bớt anh em 200.000 còn 3,4 triệu ha. Cái này anh em lưu ý nha, hai con đúng giá là 3,6 triệu nhưng nó bị gãy cái tay con bên này cho nên em bớt cho anh em 3,4 triệu ha. Hai con đủ đồ hết luôn nha. Đây chỗ lên ga nè, le nè, nắp bình xăng đầy đủ ha. Đây le đầy đủ ha, được hơi. Rồi một con quá gắt, hơi gắt luôn nha anh em, hơi còn cứng luôn á, hơi dày cực kỳ luôn. Rồi con này còn được cái ốp, em để cái ốp theo cho anh em luôn, tháo ra cho anh em con lam này, lam Latin luôn nè, con này cũng Latin luôn ha. Này xích còn dày, quá đã luôn em ơi. Mặt tiền nè, trắng tươi luôn ha, xuất sắc luôn. Rồi có ốp để ốp cho anh em luôn nha. Rồi con số 13, lô số 13 hai con là 3,4 triệu. Qua số 14, số 14 là một con Giubi, con này Giubi tay dài, con này cũng bị gãy cục thun, về anh em lấy cục thun khác anh em gắn vô nha, không có ảnh hưởng gì tới máy ha. Rồi chỗ lên ga đầy đủ, le đầy đủ luôn nha anh em, nắp bình xăng đầy đủ luôn, bô còn đẹp luôn nha. Con này là con Giubi 323 ha. Rồi làm xích đầy đủ luôn, bao hơi trực hơi nè, hơi hít đầy đủ luôn. Rồi con số 14 này giá 1,6 triệu ha.
tới con số 15. Số 15 là con Shinewa 346. Gọi con này gọi là phay hàng cực phẩm luôn nha anh em, hàng chưa dọn mã đẹp kinh khủng nè, mặt tiền nè. Đẹp xuất sắc luôn nha. Đẹp phải gọi đẹp long lanh luôn anh em. Đẹp kinh khủng luôn. Đây làm Shinewa 5 gin luôn ha. Quá đẹp, lên gai đủ nha. Rồi giật hơi. Rồi hơi hết đầy đủ luôn nha anh em. Rồi con Shinewa con số 15 này giá là 2.8 triệu nha. Đây ha, 346 nè. Có số xe ghi luôn, 346 đầy đủ. Con này phải gọi là hàng cực phẩm luôn nha, quá đẹp. Rồi qua con số 16. Số 16 là con Huwana 242 ha. Con này cái lam dài kinh khủng luôn em ơi. Nó dài cỡ 5 tắc cử 6 tắc nữa, lam Latin luôn nha. Lam Huwana Latin luôn. Con này thứ nhất đó là nó bị thiếu xích nè. Thứ hai là nó bị gãy cái tay. Thứ ba là nó thiếu cái chén. Tại ha, nó thiếu cái chén ở trong này nè. Cho nên con này đúng giá là 2 triệu. Em bớt anh em 300 ngàn là còn 1.7 triệu. Là trừ tiền xích nè, cái tay với lại cái chén ha. Lại bớt cho anh em 300 ngàn còn 1.7 triệu nha. Vậy anh em coi được anh em làm. Thông số đầy đủ nè, 242G. Nặng 4.7 kg nha ha. Này làm khá là dài luôn anh em ơi. Nè anh em so đi. Cỡ 5 tắc cử 6 tắc lận á. Con này nồng đứng nữa nha. Nè nồng đứng nữa nè, Huwana nồng đứng nữa nè. Latin nè, làm gin luôn. Nội này không có ngược nó không biết. Không có ngược. Rồi Huwana nằm đứng nha anh em, 242. Rồi con này 2 triệu bớt anh em 300 ngàn, trừ cái xích nè, cái tay với lại cái chén là 300 ngàn, còn là 1.7 triệu ha. Qua con số 17, con này là con máy Mỹ. Máy Mỹ này thì chuyên cho anh em đi cưa khai thác gỗ này trong rừng này kia đó, anh em nào chuyên đi khai thác đó. Thì anh em lấy con này tại vì nó tới 80cc lận. Hay nó nặng thì nó anh em cầm thì nó sẽ không có cưa, nó sẽ không có bị gì con máy, nó không có bị gịch tới anh em, là cái ưu thế của con máy nặng. Ha, lại con này cái bản nó cực kỳ bự luôn. Latin luôn nha. Bản cực kỳ bự luôn, bây giờ này là chuyên cho anh em đi khai thác gỗ đó, khai thác trong rừng này kia rồi đó. Có siêu gỗ chà bá luôn anh em. Mặt tiền thì còn đẹp luôn. Ha, con này là 80cc. Rồi, kéo hơi cho anh em nha. Đó, hơi gắt luôn nè. Hơi ực ực luôn á. Đó. Rồi bao hơi cho anh em nha. Con này là 1.9 triệu. Em bớt cho anh em là con này tại vì nặng quá cho nên em bớt anh em 100 ngàn tiền ship luôn. Là còn 1.8 triệu ha, là em đã trừ tiền ship cho anh em luôn rồi đó. 1.9 triệu nè, đúng giá 1.9 triệu nè. Em bớt cho anh em 100 ngàn tiền ship nè, coi như em hỗ trợ với anh em đó. Ngay giờ con máy nặng là còn 1.8 triệu nha anh em. Rồi, con số 17 là 1.8 triệu nha. Máy Mỹ Maloc này 80cc luôn nha. Chuyên đi khắc hết gỗ. Đủ đồ hết luôn nha anh em. Đây ha. Ga này đủ nè. Nắp bình xăng đầy đủ hết luôn nha. Lam nè, lam Latin nè. Xíu gỗ đầy đủ ha. Rồi con số 17 này 1.8 triệu nha. Qua con số 18. Số 18 là con Shinewa E300. Con này là máy nồng đứng luôn ha. Đây 300 nồng đứng, con này cũng đủ đồ luôn nha ha. Đủ đồ hết. Số Segi nè, Made in Japan luôn. Con này áo nhựa nha anh em. Nó nhẹ mà nó gọn đẹp luôn á. Nồng đứng mà áo nhựa nó xuất sắc luôn này. Bao hơi nha. Đây. Hơi ực luôn nha anh em. Rồi. Làm xích đầy đủ nha. Ha, đủ đồ hết luôn nha, không thiếu gì nha. Rồi con số 18 này giá 1.7 triệu ha. Con Shinewa 300 bu ghi đứng nha. Cuối cùng là con số 19. Số 19 là con Shinigu 351. Con này cũng đủ đồ cho mình luôn nha. Nè, ga nè. Nắp bình xăng nè. Công tắc nè. Làm xích nè. Làm Latin luôn nha anh em. Nè, làm Latin là làm Shinigu nè. Đủ đồ hết luôn nha. Rồi bao hơi. Rồi hơi ực luôn nha anh em. Mặt tiền của máy nè. Quá đẹp luôn. Ha. Rồi con số 19 này giá 2 triệu nha, Shinigu 351. Đây thông số máy đây. 351 ha. Rồi con số 19 này giá 2 triệu nha anh em. Rồi thì em lên cho anh em bữa nay tính ra là tổng cộng tới 20 mấy con á. 19 có 19 số thôi, nhưng mà tới hai mấy con lận, tại vì có hai cặp lận, hai cặp là hết 4 con, với con lẻ ngoài này không đánh số nè. Anh em nhớ con này là bán em 900 ngàn nha. Con này con máy Mỹ tay cục ha, đầy đủ đồ. Vậy anh em thay xích nữa là chạy được luôn á. Vậy anh em chịu khó, vậy anh em chịu khó, anh em coi có lửa không có lửa, anh em mua lửa mới anh em gắn vô là chạy được luôn. Chứ con này làm bao hơi cho anh em mà anh em cứ yên tâm ha. Rồi đây thì giá số này kia em có đánh ký tự hết rồi, anh em nhớ giùm em ha. Và anh em nhớ nguyên tắc bán của máy cưa này của em là bao hơi và không bao ship, bán như trên clip ha. Thì anh em nhớ giùm em
rồi cái nào đó làm trừ hẳn hết lần rồi đó, giá cả em có luôn rồi, anh em coi hợp lý anh em gọi chốt ha. Rồi chào tất cả anh em nha, chúc anh em ngày mới vui vẻ.